á, các bạn xem hai bố con mình đi nhá. Ôi bố ơi, sông sóng to quá, làm sao mà bố có thể bắt được cá được. Alo, bố à, bố ơi, bố cho bố xuống bố bắt nhá. Ôi, có con cá mắt kìa bố cẩn thận không nó biết bố. Không, nó không bắt đâu, con là con bé con ạ. Để bố xuống xa xem có gì bố mang về cho hai mẹ con ăn. Ôi bố ơi, con lo lắm, bố có sức bao mà bố bơi xuống sông. Ai chà chà, bố con cá mắt to đây dưới đáy sông này. Ôi bố ơi, nhiều cá quá, không biết bắt con nào đây. Để ta xuống dưới đáy xem có con gì ta bắt. Nào kiếm cái gì để chặt, để ta có thể đâm được nó. À, ta biết rồi, ta sẽ đi vào vùng chỗ năng nước để ta bắt ra vùng này xem có cá gì ngon không. Ở đây toàn cá đỏ, không ngon lắm. Trời ơi, chỗ này sâu quá, ta lặn một vòng xem sao. À, được một con mang lên rồi. Bắt được một con nha. Biết cần nó cho bố bố sống bố bắt tiếp. À, bây giờ ta phải kiếm cái gì về cho vợ mình ăn đã. Vợ mình thích mà. À, ta lặn xuống. Rồi, đại con đợt này sẽ được bố cho một món quà dưới đáy sông đây. Đó là cái gì nhở? Ôi giời ơi, một con trai có ngọc. Ôi giời ơi, con trai có ngọc à. Thế đấy các bạn ạ. Bố mình á, bắt được cả trai nhá. Bắt đầu bố mình mang lên. À bố ơi, con thích quá bố ạ. Bố lại xuống nữa đi bố. Bố xuống bắt tiếp đi. Ờ, con cứ từ từ, đây lắm cá lắm. Để bố xuống một lần nữa xem sao. Lần này cá nhiều thật. Con vàng này. Lúc này trên bờ, một con khủng long đang đi đến. Ôi giời bố ơi, khủng long à. Khủng long ơi, cứu bố tớ với. Khủng long cứu bố tớ với. Yên tâm đi, ta xuống cọc cứu cho. Ái da, khủng long nhảy xuống nước. Đi tìm bố bi, lúc nào bố bi lặn. Không biết ở đâu, sợ có sức không. Không có sức là chết đuối đấy. Chết đuối thì nguy hiểm lắm. Để ta đi tìm bố bi, ái lại con cá mắt bên cạnh. Lúc nào bố của bạn bi là không biết chỗ nào mà lặn nữa. Lại bố xoáy một vòng, bố xem có con cá nào không. Ai già ơi, nhiều cá quá, ta lại phải đi tìm tiếp. Ta tìm, ta bơi khắp ở dưới đáy sông. Sông rộng mênh mông này, cá thì rất là nhiều. Không biết là đấy, lại một con cá mắt con nữa. Con này thì sợ rồi, con này ta bắt đấy. Trời ơi, bây giờ ta ở dưới này, lao này, ta phải nín và nhịn thở thật lâu. Không có thì sẽ bị bận. Cái nước nó sẽ vào mồm và lúc này ta sẽ chết ở dưới sông. Thì vợ con ta sẽ lấy gì mà ăn, lấy gì ta nuôi nữa. Ôi lúc này trên bờ thì bé Bi rất là lo lắng. Không biết là bố mình có lên được nữa không. Dưới sông thì rất là nhiều cá. Cá vàng này, cá đỏ này. Rồi cả cá cờ nữa. Ôi nhiều cá thật. Công nhận sông này nhiều cá mà nắm bọt quá. Công nhận ở đây ấy, sông thì có rất là nhiều thực phẩm mà cho cá ăn, các chất hữu cơ vân vân, cá ăn no rồi. Lúc này thì bố của bạn Bi không biết bơi chỗ nào. Nước sông thì đục mờ này thì làm sao mà nhìn thấy bố được. Đại Bi lúc này trên bờ chắc là lo lắm đây. Nhưng không sao, cứ yên tâm. Chúng ta thử ngắm một số đoạn dưới sông một chút nhá. Sông này toàn cá to. Các bạn thích không? Ui giời ơi, con vàng này, con sọc này, con dọc dưa này. Ôi trời ơi, cả cá mú này. Cá diêu hồng cũng có, nhiều thật. À, có cả cá diêu hồng à? Đúng rồi đấy các bạn nhìn không? Này cá diêu hồng này. Ôi trời ơi, cá diêu hồng nhiều thế. Cả cá thần bơn nữa. Rồi các bạn nhìn thấy không? Rồi lúc này á, không biết là bố của bạn Bi đi đâu rồi. Lo quá cơ. Không biết là bố của bạn đi đâu và bơi đâu dưới sông này thì thật là sâu. Ôi lo quá, Bi lúc này trên bờ chắc là lo lắm đây. Lúc này không biết có ai đến cứu cho bạn không. Nhưng mà rất may là có khủng long ở bên bờ. Khủng long là một loài vật rất là thân thiện với con người. Khủng long nó chỉ là ăn những cái loại xác thối thôi, chứ nó không bao giờ nó ăn thịt người đâu. Còn khủng long rất là ngoan đấy. Đây bây giờ ta xem nhá, xem là bố của bạn sẽ lặn đi đâu. Trời ơi, ta nhìn sâu quá, không biết lặn chỗ nào đây rồi. Bố ơi, bố lên đi. Trời, chúng ta rất là hồi hộp, đúng không các bạn? Hồi hộp quá cơ. Không biết là bố của bạn đi đâu rồi. Không biết nữa, sợ quá. Không biết thế này thì chúng ta làm sao biết được bố bạn
Dưới sông thì rất là nhiều cá, cá gì cũng có các bạn nhỏ ạ, à, các bạn câu á. Lúc nào các bạn ra sông các bạn câu. Câu giống như các bạn đi câu viên. À, hai anh em nhà khủng long to. Hai anh em khủng long to. Hai anh em lúc này. À, anh ơi, học sinh kia bị em với. À, mặt đó nó xuống rồi đấy. Một con khủng long to. À, nhớ nó xuống rồi đấy. Ôi dồi ôi. Bắt đi đi vào một cái gốc cây rất là to dưới sông này. Ôi, các bạn nhìn xem. Sợ quá, sợ quá. Ôi dồi ôi. Thế là chết rồi. Bố bạn Bi bị ngạt mũi và chết ở dưới sông rồi. Đang ngất dưới sông đây này. Các bạn nhìn thấy ở dưới không? Ai, khủng long xuống rồi. Khủng long xuống không biết khủng long có giúp được không nhỉ? Chắc là khủng long bay xuống được. Đấy. Các bạn nhìn xem nhá. Ôi, khủng long xuống cứu cứu bố bạn bạn Bi. Ôi, được rồi. Khủng long kéo bố bạn Bi lên bờ đi. Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm. Cảm ơn nhá, giỏi, ôi quá giỏi. Xin cảm ơn các bạn nhá. Không biết là bố mình có lo mà không. Còn một chú khủng long ở dưới nữa đấy. Nó đang kéo đấy. Thôi bật tay đi đây. Để cho khủng long nhỡ một kéo nhá. Bây giờ hai anh em ta sẽ đi. À đi rồi. Cảm ơn. Cảm ơn khủng long yêu quý của ta. Bạn thân của ta cứu ta. Cảm ơn bạn nhá. Sẽ có ngày chúng ta sẽ